mới đây người dân thành phố thuận an bình dương đã kinh hoàng ghi phát hiện một nam giới tử vong với nhiều vết đâm trên người. ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và bước đầu nhận định địa điểm gây án không phải là nơi phát hiện nạn nhân. Chiều ngày 31 tháng 7, Công an thành phố Thuận An Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một nam giới đã tử vong ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã cử lực lượng đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ trên người nạn nhân có hơn 20 nhát dao. Danh tính nạn nhân được xác định là anh VK, 21 tuổi, quê ở Hậu Giang bước đầu cơ quan chức năng nhận định rất có thể địa điểm gây án không phải là nơi phát hiện nạn nhân nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao công an địa phương đang trích xuất camera an ninh để truy tìm hung thủ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc kinh hoàng tương tự xảy ra cho thấy tình hình tội phạm sát hại người do nguyên nhân xã hội và tội phạm cố ý gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng, nhiều vụ người phạm tội có hành vi hết sức dã man. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm sát hại người nói riêng, thì ngoài vai trò nồng cốt của lực lượng công an, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng sống, cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc, đau lòng xảy ra, từ đó đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương vì cuộc sống yên bình của mỗi chúng ta.